Cách lấy lại tình cảm đã mất dành cho những cặp đôi vừa chia tay. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Cách lấy lại tình cảm đã mất quả thực là không hề dễ đối với cặp đôi mới chia tay. Nếu hai người vẫn còn thực sự nghĩ về nhau thì hãy hàn gắn lại vết thương cũ và quay lại khi còn có thể. Càng để lâu, hai người sẽ dần trở nên xa cách, cơ hội quay lại sẽ giảm đi rất nhiều. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hàn gắn lại vết thương của tình yêu, tìm lại tình yêu đã mất. Hãy thể hiện rằng bạn rất trân trọng cô ấy. Nếu là bạn là chàng trai thì không cần phải tiêu hết sạch thắng lương của mình khi mua những thứ đồ xa xỉ chỉ để lấy lại tình yêu đã mất của mình. Chàng trai khi cảm thấy rằng mối quan hệ của mình diễn ra êm đềm thoải mái, họ có thể sẽ quên đi cách chăm sóc yêu thương bạn gái của mình. Trong khi một khi người con gái khi nhận ra họ không nhận được sự trân trọng đến từ người cô yêu, cô ấy sẽ tìm ra lối thoát cho bản thân bằng việc chia tay hoặc cần thời gian riêng nếu việc đó diễn ra liên tục. Nếu bạn đã trót để điều đó diễn ra thì hãy hàn gắn mối quan hệ của mình bằng cách mua tặng cô ấy những món quà như hoa, chocolate, vòng cổ. Chính những món quà nhỏ nhặt đó sẽ có tác dụng lớn khiến cô ấy cảm động và quay về bên bạn. Cách lấy lại tình cảm đã mất bằng cách nhận lỗi và nói lời xin lỗi. Thật không dễ dàng gì khi lúc nào cũng nhận hết lỗi về bản thân mình trong tình yêu. Những cách lấy lại tình yêu đã mất chính là những lời xin lỗi, là sợi dây hàn gắn, kết nối lại trái tim của hai người trong bất cứ chuyện tình cảm nào. Tuy nhiên, để tìm lại tình yêu đã mất phải là những lời xin lỗi phải được xuất phát từ đáy lòng. Bạn cần phải cẩn thận trong từng lời nói, hành động của mình để tránh việc gây nên sự hiểu lầm từ cô ấy. Phụ nữ luôn biết được đâu là lời xin lỗi giả dối và đâu là những lời xin lỗi đến từ sâu thẳm trái tim. Một sự giả dối có thể dẫn đến việc đổ vỡ trong tình yêu và sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi làm sao lấy lại tình cảm đã mất. Làm sao lấy lại tình yêu đã mất khi người ấy đã biết lỗi và gây dựng lại niềm tin? Nếu người ấy đã từng làm việc rất có lỗi với bạn trong quá khứ, điều đó đã khiến bạn mất niềm tin trong lòng. Nhưng trong suốt khoảng thời gian mà hai người chia tay, người ấy đã thực sự rất cố gắng để có thể lấy lại niềm tin tưởng đã mất trong trái tim của bạn. Điều đó chứng minh rằng, chàng là người yêu bạn thực sự nên mới cố gắng níu giữ lại cuộc tình đã mất. Niềm tin giữa hai người một khi đã mất đi thì rất khó có thể lấy lại, nhưng không gì là không thể xảy ra nếu một người ra sức để chữa lành vết thương. Vậy không có lý do gì mà bạn lại không cho anh ấy một cơ hội để làm lại tất cả. Sau lần đổ vỡ này chắc chắn rằng chàng đã biết sợ và có thể rút ra được bài học cho chính mình trong tình yêu và đó chính là cách tìm lại tình yêu đã mất. Không được để cảm xúc điều khiển lý trí để lấy lại tình cảm đã mất. Đặt cảm xúc lên trên lý trí là điều cần tránh trong tình yêu. Cảm xúc sẽ luôn chi phối và che đậy lý trí. Vì thế mà bạn sẽ không biết được nên làm việc gì và không nên làm việc gì. Tất cả hành động mà bạn nghe theo cảm xúc lúc này sẽ khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ và đi xuống. Chính vì vậy mà trong tình yêu không nên đặt cảm xúc lên hàng đầu. Mặc dù chuyện này để thực hiện thì quả là rất khó khăn, nhưng bạn cần phải thật sự bình tĩnh và có cái đầu lạnh, không được để cảm xúc lên trên lý trí. Vì thế nên, hai người chỉ nên nói chuyện với nhau khi đang trong trạng thái thực sự nghiêm túc và bình tĩnh để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Cách lấy lại tình cảm đã mất bằng cách thành thật với nhau về tất cả mọi thứ. Chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề đó là thành thật với nhau trong mọi chuyện. Bạn có thể thẳng thắn nói với đối phương rằng mình đã nhận ra sự thay đổi của người ấy trong mối quan hệ này. Đừng quên rằng bạn cần phải giữ một thái độ thật bình tĩnh và đừng đổ lỗi quy chụp tất cả mọi thứ về đối phương. Điều đó sẽ chỉ càng làm tình cảm hai bên đi xuống hơn mà thôi. Trong lúc người ấy đưa ra câu trả lời, bạn cần phải bình tĩnh lắng nghe cho câu trả lời có là gì đi chăng nữa. Hành động theo cảm xúc là điều không nên. Hãy cho thời gian để người ấy giải thích. Dùng bùa của thầy Bá Vi. Khi bạn đã dùng tất cả các biện pháp trên mà không thể lấy lại tình cảm đã mất được, thì tốt nhất liên hệ trực tiếp thầy bùa nổi tiếng Bá Vi để nhờ giúp. Bùa yêu của thầy Bá Vi đã giúp được nhiều cặp đôi về lại yêu thương và kết hôn.
Vì đã được kiểm nghiệm trong thực tế nhiều năm nay nên bạn hoàn toàn yên tâm dùng nhé. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Phá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Phá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Và nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Với thầy Phá Vi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Phá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Phá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Phá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotini255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.